1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, nên. Xin chào toàn thể anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em thanh lý của công ty Sennheiser được những bộ mic SKM9000 này. Đấy, sẽ giới thiệu và sẽ bán giảm giá cho anh em hàng rất là chất lượng đến từ hiệu Sennheiser nhá. Một dòng mic không dây rất là cao cấp cho anh em đi làm show, sự kiện, dạp cưới hoặc là còn nâng cấp những bộ mic của gia đình thì đây là sự lựa chọn cực kỳ tốt. Và đặc biệt ngày hôm nay bên em về được 10 bộ, sẽ giảm giá ngay cho anh em 5 bộ đầu tiên với một mức giá cực kỳ là tốt cho anh em. Thì anh em theo dõi video, ủng hộ anh em video, hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Thì đây giới thiệu anh em về thiết kế cũng như là sẽ test cho anh em nghe một đoạn karaoke từ những chiếc mic này, từ những bộ mic này thì thật sự anh em nó rất là hay. Về thiết kế của nó anh em này nhìn thấy nhá, rất là chuyên nghiệp. Hai quai sách hai bên. Đấy. Và đây màn hình hiển thị kênh A, kênh B riêng biệt. Anh em có thể set tần số. Đấy, set tần số kênh A, kênh B hoặc là anh em có thể bật volume, tăng giảm volume ở đây. Rất là chất lượng. Dòng này sẽ có lỗ cắm mic đằng trước hoặc lỗ cắm mic đằng sau đều được cho anh em. Anh em có thể cắm thiết kế đằng trước hoặc đằng sau đều được. Đấy, rất là chất lượng nhá. Và đằng sau của nó đây ạ. Đây, anh em thấy đằng sau của nó sẽ có hai rắc da bằng ca lông này và một rắc da bằng 6 ly. Hai anten rời để đảm bảo sóng con này rất là xa nhá. Sóng con này từ 70 đến 100 m. Đấy, sóng con này 70 đến 100 m rất là chất lượng cho em. Hàng là hàng em thanh lý chính hãng của công ty Sennheiser, rất là chất lượng. Chỉ có 10 bộ thôi nhá. Đấy, thiết kế này anh em thấy không? Nó thiết kế tất cả các dây nó lõm vào một chút để cắm các dây rắc vào nó không bị gập dây, rất là chất lượng cho em. Và mặt trước này ạ, tất cả mặt trước này là đều có dán ni lông nhá. Vẫn còn dán ni lông để bảo vệ, anh em về có thể bóc ra. Đấy, dán ni lông bảo vệ, anh em có thể bóc ra nhá. Và đây, điểm đặc biệt của nó là phải làm ở cái tay mic. Đây, em sẽ quay cho anh em nhá. Đây là hàng thanh lý, vẫn còn mới nguyên hộp cho anh em. Đấy, hàng còn mới nguyên hộp. Và cái tay mic này anh em thấy nhá, nó là tay màu vàng gold, cầm cực kỳ là sang trọng cũng như là rất là chắc chắn. Tất cả là vỏ kim loại. Đấy, Sennheiser cực kỳ chất lượng cho anh em. Đấy. Và đây, một hộp này sẽ có đựng một đầu thu này, hai tai mic, nguồn chống lăn rắc 6 ly và anten đầy đủ cho anh em. Thiết kế tai mic anh em nhìn này, cực kỳ là chất lượng. Và đây nha, em để xuống đây. Đây, thiết kế tai mic nha. Đây, anh em để thiết kế này rất là chất lượng, hơi thon xuống dưới này. Đấy, cầm thì thật sự anh em rất là đầm tay, cầm rất là chắc chắn. Cũng như là một thiết kế tay rút, anh em bấm này, có hai cái phím hai bên này. Em ấn vào rút cái tay ra. Đấy, anh em thấy không? Cực kỳ là chất lượng cho em nhé. Thiết kế tay rút sau đó lắp pin vào đây. Pin là đều có các cái cá để chống trôi pin này. Anh em thấy rất là chất lượng. Sau khi lắp pin vào anh em bấm vào đây là xong. Đấy, ok chưa? Đấy, anh em có thể set tần số trên tay mic cũng như là bật tắt. Và hai nút này là hai nút ấn để rút cái ra nhé. Cực kỳ chất lượng thiết kế tay rút này. Đấy, rất là chất lượng cho anh em. Đấy, màu vàng, vàng gold, vàng đồng cực kỳ là đẹp. Đấy, thiết kế tay mic Sennheiser này thật sự anh em rất ít dòng những cái thiết kế đẹp như thế này. Thiết kế và đây tiếng mic thì em bao cho em tiếng cực kỳ là dày và bay tiếng. Và đây em sẽ test cho anh em một đoạn karaoke để em nghe và cảm nhận nhá. Nghe và cảm nhận tiếng mic của con này nhá. Nên 6, 7, 8, 9, 10. Nên 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nên 6, 7, 8, 9, 10. Anh ơi,
cực kỳ là dày và bay tiếng. Và đặc biệt thiết kế này, đầu thu cũng như là tay mic này cực kỳ chất lượng, tay rút của chất lượng từ Sennheiser anh em đều biết nhá. Anh em ấn vào đây, rút ra cực kỳ dễ dàng chất lượng cho anh em. Thiết kế tay rút này. Đấy. Và đầu thu cũng như thiết kế cực kỳ đẹp, hai quai sách và đằng sau này nó có cái bảo vệ các tín hiệu dây cắm vào. Đấy, rất là chất lượng cho anh em nhá. Một bộ mic em thanh lý chính hãng đến từ thương hiệu Sennheiser. Số lượng có 10 bộ và ngày hôm nay sẽ giảm giá 5 bộ đầu tiên cho 5 bác nào nhanh tay, giá cực kỳ là tốt nhá. Ngoài thị trường những dòng mic này thật sự anh em mua không dưới 3 triệu. Nhưng ngày hôm nay thì anh em đâu chỉ bán cho anh em là 1.700.000, bên em bao ship cho anh em. Ok chưa? Anh em không nghe nhầm nhá. Chỉ có 1.700.000 bao ship. Anh em mua hàng nhắn tin số em. Chốt mic SKM9000 hoặc chốt mic SKM chỉ có 1.700.000 bao ship cho anh em. Anh em được nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Tiếng không hay, không dày và không bay tiếng, trả lại thành euro. Đấy, giá rất là tốt nhá. Ngoài thị trường những bộ mic này thật sự anh em phải đến tầm 3 triệu, hơn 3 triệu. Nhưng ngày hôm nay thì anh euro chỉ bán cho anh em 1.700.000. Còn bao ship cho anh em được nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Ok chưa? Thì anh em thấy hàng ok, chất lượng và giá rất là tốt thì anh em theo dõi, ủng hộ thành euro cho bên em xin một like. Tiếp tục ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ thành euro nhá. Xin cảm ơn anh em.